7 giờ 55 ngày 26 tháng 9 định mệnh. Cả thành phố Cần Thơ như hoảng loạn bởi cầu Cần Thơ đang xây dựng thì bị sập. Đoạn dầm cầu bị sập nằm ở phía bờ Vĩnh Long, bắc qua trụ 13, 14, 15, dài 87m, rộng 24m, vừa được đổ bê tông ngày hôm trước. Lùng xảy ra sự cố, khoảng 150 công nhân đang làm việc trên đoạn dầm bê tông và khoảng 100 công nhân làm việc ở phía dưới. Khi giàn giáo bị sập, tất cả công nhân ở phía trên đã bị kéo tuột xuống. Ngay sau khi xảy ra sự cố, nhiều công nhân đang thi công ở gần đấy dù bị xây sát và choáng váng tinh thần, nhưng cũng xông vào đống đổ nát để dìu những người bị thương ra ngoài. Ngay sau khi nhận được tin báo, nhân dân, sinh viên, học sinh, công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh và thành phố Cần Thơ tình nguyện xếp hàng tham chiến, hiến máu nhân đạo. Trong khi đó, những người lái đò ngang gần đó lập tức tình nguyện dùng đò của mình để đưa người bị thương đến bệnh viện. Tại hiện trường, trong khi công tác cứu hộ lại rất khó khăn, lực lượng cứu hộ còn thiếu chuyên nghiệp, như ông Ngô Thịnh Đức, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho biết. Tuy nhiên, bất chấp khó khăn, công tác cứu hộ các nạn nhân vẫn tiếp tục qua đêm. Có nhận được cả sự giúp đỡ từ các nhóm cứu hộ quốc tế chuyên nghiệp, gồm 30 người đến từ Nhật Bản và Philippines. Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cũng cử 2 đội cơ động xuống giúp đỡ. Công tác cứu hộ đã được triển khai khẩn trương với sự trực tiếp chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. Ngoài ra còn có các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Công an, lực lượng thanh niên tình nguyện và các lực lượng tại chỗ. Điển hình có người dân dùng máy cưa giải cứu được 11 người, đó là ông Lê Tấn Thành. Theo báo Tuổi Trẻ, vào ngày 12 tháng 1, môn kỹ sư tư vấn kiến nghị về biện pháp thi công trụ trạm của nhà thầu với yêu cầu làm tốt phần móng trụ trạm, tiến hành thử tải trước cho hệ thống trụ đỡ tạm theo đúng quy trình và với hệ số vượt tải theo quy định của tiêu chuẩn xây dựng cầu. Cũng theo báo Tuổi Trẻ, 3 tháng trước, ngày 27 tháng 6, kỹ sư tư vấn giám sát người Nhật Hiroshi Kudo làm tư vấn giám sát cho Nippon Koei đã gửi thư cho người có trách nhiệm phụ trách dự án xây dựng cầu, báo không nêu danh tính, và đưa ra cảnh báo về độ an toàn hệ thống khuôn đúc đường dẫn cầu cũng như biện pháp thi công của nhà thầu chỉ đạt 15%. Khi kiểm tra bản thiết kế kết cấu trụ đỡ tạm, thành phần chính hệ thống giáo của khuôn đúc và hệ thống khuôn đúc, ông nhận thấy nhà thầu chỉ nhân trọng lượng bản thân kết cấu bê tông cốt thép dầm cầu với hệ số thử tải là 1,15 thay vì 1,25 theo quy chuẩn Mỹ hay 1,35 theo tiêu chuẩn Nhật để tính cho trụ tạm. Khi tính lực gió tác dụng lên trụ cầu, nhà thầu chỉ lấy áp lực gió là 0,5 kPa, rất thấp, đáng ra phải là 2,5 kPa. Theo báo Tuổi Trẻ ngày 30 tháng 9 năm 2007, kỹ sư Hiroshi Kudo đã phát hiện sai lầm từ bảng tính trước khi tiến hành thi công. Hệ số lực gió, lực Pascal chỉ có 0,5 kPa là rất thấp. Khi tính toán, nếu đưa hệ số lực gió thấp thì lượng sắt thép ở hệ đà giáo sẽ ít đi. Hệ thống từ 0,5 lên 2,5 là gấp 5 lần. Hệ số này mới là hệ số an toàn. Ông đã yêu cầu nhà thầu cần thiết kế lại kết cấu trụ tạm và toàn bộ hệ khuôn đúc. Tuy nhiên, trong ngày họp báo 29 tháng 9, đại diện tài xây cho biết: "Chúng tôi không hề nhận được thông tin này." 3 ngày sau, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản khẳng định các công trình tạm của hai nhịp cầu bị sập đã được chỉnh sửa trước khi xảy ra thảm họa. Theo đó, nhà thầu TKN có một số nội dung chỉnh sửa, gia cường công trình phụ tạm và phương án chỉnh sửa các công trình tạm và phản ánh được các yêu cầu của tư vấn giám sát và được đánh giá giám sát chấp nhận. Như thường lệ, khi có một sự cố lớn xảy ra mà báo chí biết được và loan tin rộng rãi, thì vấn đề trách nhiệm lại được đem ra mổ xẻ công khai trước khi cơ quan chức năng có kết luận chính thức về vụ việc. Mặc dù cần phải tập trung khắc phục hậu quả, nhưng cũng đã có ý kiến qua lại giữa các bên cho rằng trách nhiệm thuộc về lý do khách quan như trời mưa làm mềm đất, hoặc trách nhiệm thuộc về lý do chủ quan như trách nhiệm thuộc về hội đồng nghiệm thu nhà nước, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu chính. Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho rằng lúc này bàn về trách nhiệm có hơi sớm, nhưng thừa nhận bộ có trách nhiệm chính về mặt quản lý nhà nước và bộ trưởng khẳng định trách nhiệm chính thuộc về nhà thầu chính. Nhưng bộ trưởng không nhắc đến trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu chính xứng đáng, có uy tín cũng như trách nhiệm giám sát nhà thầu chính, thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ và an toàn của chủ đầu tư theo đúng luật định. Ngày 4 tháng 10 năm 2007, trong buổi làm việc với lãnh đạo các bộ Công an, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết sự cố sập nhịp cầu dẫn Cần Thơ, Thủ tướng khi đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: "Đây là sự cố tai nạn lớn nhất từ trước đến nay trong xây dựng. Để xảy ra sự cố, dù bất cứ nguyên nhân nào, thì trách nhiệm yếu kém trong quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản trước hết thuộc về chính phủ. Trong đó, Thủ tướng là người chịu trách nhiệm trước nhân dân." Đến ngày 23 tháng 10 năm 2007, tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận gần 29 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước
hỗ trợ các nạn nhân trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Tỉnh đã thực hiện việc hỗ trợ công bằng theo hướng bền vững, lâu dài, hướng đến việc tạo nguồn thu nhập ổn định hàng tháng cho các hộ gia đình, xây dựng nhà ở và tạo điều kiện cho con các nạn nhân có điều kiện tiếp tục học tập đến tuổi trưởng thành. Trong đợt 1, mỗi gia đình có người tử nạn được hỗ trợ 40 triệu đồng. Người bị thương tùy mức độ nặng nhẹ được hỗ trợ từ 10 đến 30 triệu đồng trên người. Trên thực tế, đa số các gia đình đã tiếp nhận sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân trên 100 triệu đồng. Trong đợt 2, tỉnh Vĩnh Long hỗ trợ tất cả các gia đình nạn nhân bằng hình thức sổ tiết kiệm theo đúng luật thừa kế. Sau 2 năm, nếu gia đình muốn rút vốn chi dùng vào các việc cần thiết, phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Đây là một biện pháp để giúp các gia đình nạn nhân bảo toàn nguồn vốn, sử dụng vốn hỗ trợ có hiệu quả, đúng mục đích, duy trì được nguồn thu nhập hàng tháng cho gia đình thông qua lãi suất từ sổ tiết kiệm. Trong đó, 54 gia đình có người tử nạn hỗ trợ sổ tiết kiệm 100 triệu đồng. Riêng Vĩnh Long có 44 trường hợp, 10 trường hợp ở các tỉnh ngoài. Vĩnh Long đã nhờ Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến thăm và chuyển tiền và sổ tiết kiệm tới gia đình người bị nạn. Đối với 80 người bị thương, tỉnh đã giao cho các ngành lao động, thương binh xã hội, y tế phối hợp cùng với các cơ sở y tế đã tiếp nhận, điều trị và khẩn trương phân loại để có mức độ hỗ trợ thích hợp. Người bị thương đặc biệt nặng được hỗ trợ 100 triệu đồng trên người, người bị nặng nhận 80 triệu đồng trên người, người bị thương từ khá nặng đến trung bình được hỗ trợ 50 triệu đồng trên người, người bị thương nhẹ từ 5 đến 10 triệu đồng trên người. Ngoài ra, nhiều báo, đài cũng đang vận động hỗ trợ học bổng cho các con em nạn nhân bị chết hoặc bị thương nặng. Dự án mái ấm công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng với Công đoàn ngành giao thông vận tải đã khởi công xây dựng, sửa chữa 65 căn nhà tặng các gia đình nạn nhân, trong đó 62 căn xây dựng cho tỉnh Vĩnh Long, mỗi căn xây dựng mới trên 33 triệu đồng và mỗi căn sửa chữa 10 triệu đồng. Đến ngày 2 tháng 11 năm 2007, tỉnh Vĩnh Long nhận được trên 34 tỷ đồng ủng hộ nạn nhân trong sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ. Mỗi gia đình có người tử nạn nhận được 140 triệu đồng, người bị thương nhận được 10 đến 30 triệu đồng trên người. Đến nay, phía nhà thầu Nhật Bản đã hỗ trợ các nạn nhân gần 13 tỷ đồng. Cầu Cần Thơ bắc qua sông Hậu, khát vọng của bao thế hệ người đồng bằng để miệt vườn, miệt ruộng, không còn cách trở với phần còn lại của đất nước. Cây cầu uốn lượn qua bãi cồn, vắt qua những vườn bưởi nằm dòi xanh tươi. Nó cũng vắt qua những mảnh đời sau sự cố sập nhịp dẫn ở vị trí trụ 15 bên bờ bắc tỉnh Vĩnh Long. Nhiều nạn nhân là công nhân địa phương, phần lớn họ rất nghèo ở nơi những vườn bưởi nằm dòi trước đó không thể cho cuộc sống no đủ. Nhưng thật kỳ lạ, từ sau sự cố đau thương, bưởi Mỹ Hòa thường được mùa, được giá hơn, không thể nào gọi là bù đắp và thời gian cũng không thể nào phôi pha hết được nỗi đau. Nhưng dù thế nào, những vườn bưởi cũng xanh và những mảnh đời vẫn hướng về phía trước.